Ba đứa trẻ đến nhà bố chơi lễ tạ ơn rồi biến mất. Tính đến dịp lễ tạ ơn năm nay, ba anh em nhà Skelton đã mất tích được 8 năm. Người duy nhất biết được sự thật câu chuyện này chính là bố bọn trẻ. Hắn ta dù nhận án tù 15 năm nhưng vẫn nhất quyết giữ kín, không khai ra tung tích của các con. Vào dịp lễ tạ ơn năm 2010, ba anh em Tanner Skelton 5 tuổi, Alexander William Skelton 7 tuổi và Andrew Skelton 9 tuổi được mẹ cho đến thăm nhà bố John Skelton ở thành phố Morenci, Michigan, Mỹ. Theo kế hoạch, John sẽ giao các con trở lại cho vợ cũ vào ngày 26 tháng 11. Nhưng việc này không bao giờ xảy ra và tung tích của các bé đến nay vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Theo lời kể của John, trong đêm cuối cùng các con ở lại nhà, anh ta đã nấu món ăn mà chúng thích nhất. Cả nhà cùng ăn gà Tây và thổi nến ăn mừng sinh nhật của Andrew. Sáng hôm ngày 26 tháng 11, thay vì đưa bọn trẻ đến nhà mẹ, thì John lại lái xe đến một ngôi nhà nằm gần ranh giới hai tiểu bang Indiana và Ohio, giao con cho vợ chồng một người phụ nữ tên Joan Taylor đang sống tại đây bằng nghề làm trang trại. Khi ấy, John đã nói với các con rằng chúng sẽ có cuộc sống tốt hơn ở gia đình mới trước khi bỏ đi. John cho biết sở dĩ anh ta làm vậy là để bảo vệ các con tránh khỏi sự bạo hành của vợ cũ Tanya Zuvers. Thế nhưng, mẹ của những đứa trẻ sau đó đã lên tiếng phủ nhận đánh đập những đứa trẻ, khẳng định chị vô cùng tận hưởng thiên chức được làm mẹ nên chắc chắn không hề có chuyện chị đối xử tệ bạc với chúng. Tối ngày 26 tháng 11, John cố ý tự tử nhưng không thành. Sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, ông bố ba con được chuyển đến một trung tâm y tế để điều trị vấn đề tâm lý. Ngay sau khi được xuất hiện vào tháng 12, John lập tức bị cảnh sát bắt giữ để điều tra vụ án mất tích của ba anh em nhà Skelton. Theo điều tra của phía cảnh sát, danh sách người quen biết của John không hề có người phụ nữ tên Joan Taylor, thậm chí nhiều khả năng người này còn không hề tồn tại. Khi đến nhà John để thu thập bằng chứng, nhân viên điều tra mô tả đó là một nơi hỗn độn khi nội thất bị xáo trộn, đĩa ăn bị vỡ vương vãi trên sàn nhà, ra giường bị dao rộng nát tươm, và tất nhiên nơi đây không hề sót lại dấu vết gì của ba đứa trẻ. Lật về quá khứ, năm 2007, John từng viết một bài thơ đặt tên là Dumpster, tạm dịch bãi rác, với nội dung nói về một đứa trẻ chết trong một bãi rác. Chưa hết, khoảng một tuần trước khi các con mất tích, John đã lên mạng tìm kiếm với từ khóa làm cách nào để bẻ gãy cổ. Nhiều người cho rằng đấy có thể là những manh mối nhỏ nhoi giúp tìm được bọn trẻ. Nhưng đáng tiếc, các cuộc điều tra sau đó đều đi vào ngõ cụt. Trong thời gian bị bắt, John cũng nhiều lần thay đổi lời khai. Hắn nói đã giao con cho người Amish, cộng đồng người sống biệt lập ở một số các tiểu bang như Michigan, Ohio, Indiana và Pennsylvania. Người Amish chủ trương sống dựa vào những giá trị cũ xưa, họ không sử dụng điện và xe ô tô nhưng luôn giữ liên lạc với các thành viên khác trong cộng đồng. Theo lời một người Amish, cộng đồng này luôn giang tay đón nhận những đứa trẻ bị bỏ rơi nhưng họ luôn yêu cầu được biết thông tin về nhân thân của các bé. Vậy nên, không có khả năng ba đứa trẻ được nhận nuôi mà không ai hay biết. Cuối cùng, John bị tuyên án 15 năm tù giam vì tội bắt cóc và giam giữ bất hợp pháp. Dù vụ án khép lại, nhưng phía cảnh sát vẫn tiếp tục tiến hành điều tra. Trong cuộc họp báo tổ chức vào năm 2011, cảnh sát trưởng Larry Wicks cho biết ông sẽ chuyển hướng điều tra từ vụ mất tích sang vụ giết người mà hung thủ không ai khác chính là bố của ba nạn nhân. Larry không muốn mọi người đặt quá nhiều hy vọng vào việc những đứa trẻ còn sống và yêu cầu người dân phối hợp tìm kiếm thi thể hoặc đồ vật liên quan đến nạn nhân. Tháng 9 năm ngoái, nhân viên lao công trong lúc dọn dẹp ngôi nhà ở thành phố Missoula, Montana để cho thuê lại, thì phát hiện một chiếc thùng cạc tông có chứa xương người lẫn đất đá. Sau khi lực lượng chức năng có mặt và đem về phân tích, thì kết quả xác định xương trong thùng thuộc về ba đứa trẻ trong độ tuổi từ 5 đến 8, 6 đến 10 và 2 đến 4. Trong khi cảnh sát địa phương không thể xác định mối liên quan đến các vụ án quá khứ, thì cảnh sát thành phố Morenci lại đánh giá đây là một manh mối quan trọng của vụ án mất tích của ba đứa trẻ nhà Skelton nhiều năm về trước. Đáng tiếc, ADN tìm thấy lại thuộc về những người đã qua đời cách đây gần một thế kỷ. Đến nay đã 8 năm trôi qua, tung tích của ba bé trai Tanner, Alexander và Andrew vẫn tồn tại như một bí ẩn mùa lễ tạ ơn mãi vẫn chưa có lời giải đáp.
Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV, 2 ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp từ Internet. Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV. Những uẩn khúc chưa lời giải, những âm mưu chưa từng hé lộ, những sự thật đang bị che giấu. Tất cả sẽ có tại Độc Thám TV.